Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình và cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày hôm nay 26 tháng 6, Ninh Bình không ghi nhận ca bệnh xác định mới. Có hai trường hợp, bệnh nhân 4173 và bệnh nhân 3867 được công bố khỏi bệnh và ra viện. Như vậy, số ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế 17 trường hợp. Trong ngày có 104 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, 137 trường hợp được điều tra và lấy mẫu. Toàn tỉnh đang cách ly giám sát 2.153 trường hợp tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà và nơi đô trú. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, Tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 6 đến 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới, gồm 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh 4, Khánh Hòa 2, Kiên Giang 2, An Giang 1, Tây Ninh 1, Hà Nội 1 và 164 ca ghi nhận trong nước, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 58, Bắc Giang 16, Hưng Yên 11, Nghệ An 11, Phú Yên 10, Đồng Tháp 8, Hà Tĩnh 7, Đà Nẵng 7, Quảng Ngãi 6, Tây Ninh 5, Long An 5, Bắc Ninh 5, Bình Dương 5, Long An 2, Hải Phòng 2, Bình Thuận 2, Hà Nội 2, Thái Bình 1, Cần Thơ 1, trong đó 131 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 13.515 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 11.945 ca. Tình hình điều trị, trong ngày có thêm 188 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 6.137. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K cộng vaccine trong phòng chống dịch bệnh.